À, vâng, xin chào các bác. Em lại chuẩn bị lọ mọ các bác ạ. Em có một cái cặp loa của dàn mini đại, loa Aiwa mà em vứt xó khá là lâu rồi. Cũng chẳng có bọc ni lông ni liếc gì cả. Cứ vứt lăn lóc, thế mà cuối cùng là cái cặp loa này nó trở thành một cái ngôi nhà cho những con chuột. Ha, nó phi vào trong loa rồi thì kéo rác vào, lót ổ trong này nằm cho nó êm đó. Và cái lúc mà nó buồn mồm ấy thì là nó gặm cái màng của loa bát. Các bác thấy chưa, cái dòng loa dàn mini đại của Aiwa như dòng này là bát đánh bạo lực đi ạ. Bát 14 màng carbon gân cao su, từ là từ kép. Các bác thấy chưa, cái bát này nó đâu phải dạng tầm thường đâu, đánh hay đi ạ. Đó, chuột nó gặm tan nát rồi. Thì bên này thì cái này vẫn còn nguyên này, có nghĩa là nó chui cả vào hai cái thùng loa này, nhưng mà nó chỉ làm ổ một bên thôi, còn một bên thì nó thi thoảng chui vào xong là cắn vài ba cái dây vớ vẩn, thì nó ở một bên thôi. Hôm nay em quyết định đột ra vệ sinh chối chết rồi ạ. Đó, như cái mặt trước này là em phải cho vào xà phòng đánh rửa hết sức là cẩn thận. Thùng cũng vậy, em phải dùng khăn ướt lau sạch sẽ ở bên trong, sau đó là mang ra chỗ nắng to để phơi. Và sau khi phơi xong thì em chợt nảy ra cái ý tưởng là sẽ độ cái cặp loa này. Đây là thông số phía sau này, Aiwa SX-M85, nó chỉ ghi là trở kháng 6 ohm thôi, Tokyo, Japan. Lỗ thông hơi nằm ở phía sau. Như cái dòng loa máy dàn thì các bác biết rồi, như dàn mini kiểu này thì nó không có phân tần đâu, nó chỉ có một con tụ cảm ra loa check thôi. Bát thì đi thẳng luôn. Thế thì em thì lại cách đây khá lâu thì em có nhập được một cái cặp loa dàn chung của hãng Panasonic. Em cũng quyền bà nó tiền mã rồi. Thế mà em cũng chưa sờ đến, để lưu kho rồi không hiểu tại sao nước mưa nó vào. Thế là nó phình ra các bác ạ, thùng nó nở bung ra. Thì ngày hôm nay em mới đột để lấy các củ loa mới phân tần, và em chợt nảy ra một cái ý tưởng, đó là độ cái cặp bát Panasonic vào cái thùng Aiwa này. Nhưng em cũng muốn lắp cả cái bộ phân tần rất chảnh chó của cái cặp Panasonic vào cái thùng Aiwa này cho nó đồng bộ được cái âm bát này này. Đó. Đây là cái bộ phân tần của cặp loa Panasonic, một bộ phân tần vô cùng tử tế với hai cuộn cảm có lõi ferrite, hai con điện trở xứ to đùng và ba con tụ NP. Ở đây là còn có hai con tụ vỉ màu vàng nữa. Phân tần như thế này thì quá ngon rồi, không phải nghĩ, phải không ạ? Ở trong cái cặp loa Panasonic thì nó bao gồm thùng hai đường tiếng, một bát và một check. Ở đây là cái cặp check nó đây, check đôm. Nhưng mà khi độ vào cái cặp thùng Aiwa này thì em sẽ cố gắng giữ lại cái cặp check zin. Đây là cặp check zin của Aiwa M85, check bằng giấy. Đó, các bác thấy may quá.
hai cái loa jack hoàn toàn chưa bị chuột nó đả động gì cả, vì nó kín mà không thể gặm nổi hai cái màng loa jack này. Còn hai cái màng loa bass thì chúng nó quánh du kích qua cái lỗ này đó, chui vào đây rồi đêm hôm nó ngứa mồm là nó gặm cái màng loa bass, còn cái màng loa jack thì nó không gặm được bởi vì cái đít đằng sau nó kín không lùa răng vào được nha. Màng còn rất đẹp, mũi loa được làm bằng kim loại. Cái jack này thì em nghĩ là nó cũng tầm, xem nào, lấy cái thước đo tất cả vành xem nó là bao nhiêu, 7 cm các tình yêu ạ. À, tính cả vành gọi là jack này là jack 6. Màng loa còn đẹp, màng giấy gân lụa nhúng dầu. Em sẽ giữ lại cái cặp check này ở trên cái thùng Aiva M85. Sở dĩ là em muốn độ với cái tư cách của một cặp loa tay karaoke thì em sẽ cố gắng giữ lại cái check giấy này, bởi vì nếu như muốn làm loa tay karaoke thì tốt nhất là check giấy. Check giấy nó sẽ bền hơn check đôm và nó sẽ phụ trách cái giải cao nó tốt hơn, khả năng chịu đòn là tốt hơn so với check đôm khá nhiều. Nhìn cái check này cái họng côn khá lớn đấy các bác, không hề nhỏ, mũi kim loại, và các bác thấy ngay là hai con tụ nó gắn luôn vào đít của cái loa check. Còn đây là hai cái check đôm của cái cặp Panasonic. Rồi, chúng ta để ý đến hai cái bát, hai cái nhân vật này em chuẩn bị là đổ vào cái cặp thùng Aiva. Bát này là bát xem nào, nó tầm gọi bát này bát 14 tính cả vành. Màng này là màng magnetic, gần là gần mút, nhưng mà mút này là mút dày các bác ạ. Mút nó dày gấp đôi so với thể loại mút thông thường, gân mút thông thường. Mà gân nó dày như thế này thì chắc chắn là nó sẽ có cái thiên hướng đánh bass tốt, cũng là từ kép. Cồn cũng khá đấy ạ, không hề bé. Cặp Panasonic này sản xuất ở Đài Loan, Taiwan, 5 ô. Em sẽ đổ cái cặp bát này vào thùng Aiva đó, đồng thời là lắp phân tần giữ lại cái cặp jack zin của Aiva. Và tiến trình độ chắc cũng còn mất khá nhiều thời gian, nhưng mà tranh thủ đêm hôm thì em sẽ lọ mọ cố gắng làm sao mà chế cháo mà lắp nó vào được. Buổi chiều ngày hôm nay em đã phải cái cặp bát Pana này nó có một cái gờ lên đó, ở cái khung thép này nó có một cái gờ cao lên, mà em đã phải lùa cái kéo cắt tôn vào, em cắt đến phồng cả tay lên các bác ạ, khốn khổ. Tôn nó dày, cái lớp kim loại đây nó khá dày, nó không mỏng như là cái tôn mà chúng ta vẫn hay lợp mái nhà đâu, cái này nó dày gấp đôi. Cắt phông cả tay thì mới cắt bằng được nó đấy. Em sẽ độ và thẩm định xem là sau khi độ thì chất âm nó sẽ như thế nào. Nếu mà ngon thì em sẽ đưa lên bán, mà không ngon là cứ thế là em ỉm đi đấy ạ. Tính em xưa này tất cả những cái thứ mà em độ chế mà không thành công là cứ thế là em ỉm đi. Hôm bây giờ là làm cái đoạn video này gọi là mang tính chất demo để cho các bác thấy những cái thứ công việc mà em hay phải làm. Đấy, đợt tới là độ cho thêm cả tí tí bông vào thùng đánh tiếng bát cho nó đỡ bị cái âm dội ở vách thùng. Vâng, hẹn gặp lại các bác ở đoạn sau video.
Vâng, em đã lắp ráp vào xong xuôi rồi các bác ạ. Mất khá là nhiều công. Bây giờ các bác nhìn thấy một cái cặp loa nó cũng khá là hợp lý. Trước khi test thì chúng ta sẽ điểm qua về cấu hình của cặp loa này với hai cái bát của hãng Panasonic. Bát này có công suất max là 100W một củ, trở kháng là 5 ohm, khi qua phân tần sẽ trở thành 6 ohm. Trong mỗi một thùng loa sẽ bao gồm một bộ phân tần của hãng Panasonic mà em đã có quay chi tiết ở đầu video đó. Một bộ phân tần của Panasonic, một bát 14 Panasonic và cái loa check thì vẫn là loa check của Aiwa. Và từ cái bộ phân tần của Panasonic này em đưa thẳng lên cái loa Aiwa và không sử dụng cái con tụ cản zin của cái loa Aiwa nữa, mà em lấy trực tiếp dây chia từ bộ phân tần, dây chia lên loa check của bộ phân tần Panasonic đưa đến hai cái loa check Aiwa này. Bây giờ anh em chúng ta sẽ bước vào bản test. Trước đây thì cái cặp Panasonic này thì cái lúc mà em nhập về thì em có test sơ và âm bát nó đánh phải nói là bạo lực đấy ạ. Bởi vì cái thùng của cái cặp loa Panasonic nó rất lớn, thể tích nó rất lớn và là một trong những cái dòng thùng mà người ta thiết kế ra để cho một cái âm bát ấn tượng. Bây giờ chúng ta đưa nó vào một cái cặp thùng mỏng cui hơn, nhỏ hơn. Thể tích của cặp thùng này em nghĩ nó chỉ bằng tầm khoảng một nửa so với thể tích thùng ban đầu của cái cặp loa Panasonic. Chắc chắn âm bát nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Rồi anh em chúng ta sẽ bước vào bảng test. Giấc mơ đẹp mãi trong tương lai, bàn tay anh.
Cũng phải nói thật lòng với các bác thế này, pha độ chế này của em chưa thành công. Thứ nhất là cặp bát này nó không thể hiện được hết sức mạnh khi lắp vào cái cặp thùng này. Nếu mà so với cả cái với cái âm bát mà nó thể hiện ở cái cặp thùng zin ấy, thì em nghĩ là nó không bằng một nửa. Nếu như cái cặp bát này được lắp vào cái cặp thùng zin nó te le ngoài kia đó. Lý do là bởi vì cái thùng này nó tạo ra một cái sự cộng hưởng không chuẩn. Thứ hai là thể tích của thùng không đủ lớn, tức là nó không đủ đất diễn cho cái cặp bát này. Đó là một. Cái thứ hai là từ cái bộ phân tần nó chia lên cái loa check là không hợp lý. Nó sẽ rất hợp lý nếu như đưa lên đúng cái check dome zin đi theo cặp loa Panasonic. Nhưng mà khi từ cái phân tần Panasonic mà đưa lên cái check giấy của thằng Iva này, thì cái âm check nó bị trội lên quá nhiều và có cảm giác như cái âm check bị đá lấn sang dài trung khá nhiều, trong khi âm của bass thì lại bị dìm trung âm đi xuống một chút. Nhưng mà dù sao ấy thì cứ mỗi một lần độ chế thì em lại có thêm được một chút kinh nghiệm các bác ạ. Để bây giờ là em đọc cái giá trị của toàn bộ những cái đám mà em đã đổ vào cái cặp loa này. Riêng cái cặp bát Panasonic này nha, cặp bát 14 Panasonic từ kép này, các bác mà đi tìm mua ở trên thị trường ấy, chỗ nào người ta bán rẻ nhất cũng phải là 500.000 đồng nha, cho một cái cặp bát này. Và cái bộ phân tần Panasonic này, các bác mà đi mua ở trên thị trường rẻ nhất cũng phải có 200.000. 500.000 cộng 200.000 là 700.000. Và cái cặp check Iva này, các bác mà đi mua ở chỗ rẻ nhất cũng phải là 200.000 nữa. Như vậy là tổng cộng cho cái đám loa và phân tần trên hai cái loa này nó đã là 900.000 và còn chưa thèm tính thùng đâu ạ. Ngày hôm nay thì em thừa nhận là quá trình độ chế chưa thành công. Cặp loa Iva này nó có đủ cả e căng nhưng mà chuột nó đục đẽo tan nát ra rồi và em đã quăng vào thùng rác đó. Còn thôi thì khi em độ chế không thành công, ngày hôm nay em đưa lên ví dụ như là cũng có bán ấy, thì em mong bán cho một ông nào đấy là thợ thuyền đó, biết về loa,
chứ mấy ông tay mơ thì tốt nhất là đừng hỏi mua của em làm gì. Mua về chất âm nó không được như ý rồi thì lại nọ kia. Chỉ có mấy ông thợ, các ông ấy nhìn vào đây là các ông ấy biết là cần phải làm thế như thế nào để cho nó hay. Đấy, ví dụ như là cái đường từ phân tần của Panasonic nó đưa lên cái loa check Aiwa này nó không thực sự hợp lý, thì chúng ta có thể lại lấy cái con tụ zin đi theo cái loa check Aiwa này, rồi chúng ta lại phối hợp lại phân tần một lần nữa thì chất âm nó sẽ khác ngay. Chẳng qua là bây giờ em lắp vào em không muốn khui ra thêm một lần nữa. Đối với cái cặp loa này em sẽ bán chia sẻ cho một bác thợ nào đấy với giá là 800.000. 800.000 đồng. Và thôi thì em cũng gói và gửi kèm theo luôn cả cái cặp bát zin Aiwa này, một bên là vẫn còn ngon nhé. Một bên là vẫn kêu đấy. Còn bên này thì là nó cắn đứt cả dây đứt dâu rồi. Côn thì chắc nó không cắn nổi. Màng gân hỏng rồi. Đó. Ví dụ như những bác thợ nào đấy là về bây giờ là giã hai cái màng này ra. Đấy, giã màng gân ra. Sau đó là lợp cái màng khác vào mà chơi ha. Cặp bát này bao đánh bạo lực và cặp bát này có cái công suất nó bơi vào tầm khoảng 50W cho một cái bát này ở trở kháng 6 ohm nhé. Đó, 800 ngàn cho một mớ. Úi trời ơi, em mất bao nhiêu công độ chế đấy các bác ạ, à? Test hết cả tay ra. Nếu như mà không có tình yêu với loa với liếc thì chắc là em cũng vứt nó vào dĩ vãng. Chứ tính gì mấy cái thứ này các bác. Trong nhà em những cái khoản kiểu như thế này nhiều, không thiếu đâu. Chẳng qua là mình bây giờ có động lực để mà lôi nó ra hay không thôi. Vâng, bác thợ nào hoặc là một bác khách nào đấy mà có kiến thức về loa, cảm thấy cái cặp này khi rơi vào tay mình nó vẫn hữu ích và muốn sở hữu nó thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. Cừu Long nghe lời bước chân hành quân dệt nên.